lời Chúa trong Thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi đến của Thessalonica. Thưa anh em hãy vui mừng nhớ mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Thi Thiên Xây Dựng. Anh em đừng giật tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nóng tiên tri, hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu giữ bất cứ thần khắc nào thì đánh cho ra. Được chính Thiên Chúa là mọi mặt bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quan tâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện.